Cha già bộ hành đồng hành cùng thầy Minh Tạng trên con đường tìm huynh đệ. Hành trình tình thân khiến dạng người rơi nước mắt. Xin chào quý vị khán giả. Sau khi thầy Minh Tuệ quyết định ẩn tu, đoàn sư tăng từng đồng hành cùng thầy cũng tan rã, mỗi người một nơi. Sự chia ly này không chỉ là một sự kiện đáng buồn, mà còn mở ra những hành trình mới, trong đó có những cuộc tìm kiếm mới đầy cảm động và ý nghĩa. Trong số đó, câu chuyện của thầy Minh Tạng đã để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng nhân gian, đặc biệt với hình ảnh người cha già, bộ hành cùng thầy một đoạn đường dài để tiễn con trai lên đường tìm lại các sư huynh đệ. Thầy Minh Tạng là một trong những người theo chân thầy Minh Tuệ từ những ngày đầu tiên. Sự kiên trì và lòng tận tâm của thầy đã chứng minh cho tinh thần quyết tâm và sự tận hiến cho con đường tu tập. Thầy đã trở về nhà, nhưng lòng vẫn không nguôi trăn trở về các sư huynh đệ đã từng cùng nhau chia sẻ những khó khăn và thử thách trên con đường tu tập. Thầy quyết định lên đường, không phải để tìm kiếm danh vọng hay sự công nhận, mà để tìm lại những người anh em đã từng cùng mình trải qua những tháng ngày tu tập khổ hạnh. Đây là một hành trình đầy gian nan và thử thách, nhưng cũng là hành trình đầy ý nghĩa và nhân văn. Hình ảnh người cha già bộ hành cùng thầy Minh Tạng một đoạn đường dài để tiễn con trai lên đường tìm lại các sư huynh đệ đã gây xúc động mạnh mẽ trong cộng đồng mạng. Người cha với tình yêu thương vô bờ bến đã không ngại đường xa và mệt nhọc, sẵn sàng đồng hành cùng con trai trên hành trình đầy khó khăn này. Đoạn đường mà hai cha con cùng nhau bước đi không chỉ là hành trình về mặt địa lý, mà còn là hành trình của tình cảm gia đình, của sự hy sinh và lòng kiên trì. Dáng vẻ người cha biết khó khăn vất vả lắm đấy, nhưng không dám ngăn cản con mà còn đi theo, đó là sự tôn trọng quyết định của con, thương con hết mực. Người cha, dù tuổi đã cao, vẫn quyết tâm bước đi từng bước cùng con trai như một cách để động viên và truyền thêm sức mạnh cho thầy Minh Tạng. Hành động này không chỉ là biểu hiện của tình cha con, mà còn là biểu hiện của lòng từ bi và sự quyết tâm không khuất phục trước khó khăn. Sự hiện diện của người cha đã tiếp thêm nghị lực cho thầy Minh Tạng, giúp thầy vững bước trên con đường tu hành phía trước. Câu chuyện về hành trình của thầy Minh Tạng và hình ảnh người cha già đã chạm đến trái tim của nhiều người. Nó là minh chứng sống động cho tình yêu thương gia đình, sự kiên trì và lòng từ bi, những giá trị cốt lõi mà Phật giáo luôn đề cao. Câu chuyện này không chỉ là về sự tìm kiếm các huynh đệ đã mất liên lạc, mà còn là về sự kết nối và tình cảm sâu sắc giữa con người với nhau. Cộng đồng mạng đã bày tỏ sự cảm động sâu sắc trước hình ảnh này. Những lời chúc tốt đẹp, những lời động viên và sự ủng hộ đã được gửi đến Minh Tạng và người cha già. Họ không chỉ ngưỡng mộ sự kiên trì và lòng quyết tâm của thầy Minh Tạng, mà còn cảm nhận được tình yêu thương và sự hy sinh thầm lặng của người cha. Câu chuyện này đã lan tỏa mạnh mẽ, trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều người về tình yêu thương gia đình và sự kiên trì trong cuộc sống. Trước đó, hình ảnh người cha già quỳ xuống đảnh lễ khi thầy Minh Tạng bị đau chân đã gây xúc động mạnh mẽ trong cộng đồng mạng. Người cha nghẹn ngào chia sẻ, trước đây, khi thầy Minh Tạng chưa đi xuất gia, thầy cũng bình thường như bao người khác. Tuy nhiên, có một điểm khác biệt là trong khi cả gia đình không ăn chay, thì thầy Minh Tạng lại ăn chay trường. Chú lạy con là bởi vì con đã đi xuất gia rồi, không phải con của mình nữa. Người đó đã bước vào cửa tu hành để giác ngộ. Bất kể ai cũng phải đảnh lễ người đang hành pháp, vì pháp đó là pháp tổ truyền của 2600 năm trước do Ngài Bổn Sư Thích Ca để lại. Mình lạy là lạy cái hạnh đó, cái hạnh của Đức Phật. Người đó là đại diện cho Đức Phật để hành pháp đó, cho nên chú phải đảnh lễ. Người đó mang cả một sứ mệnh để hành pháp của Đức Phật. Bất kể ai cũng phải đảnh lễ nhiệt tình, dù là ông nội hay ông cố. Người hành pháp là người cao quý và tôn kính nhất, còn người đưa ra pháp cũng không tôn quý bằng người hành pháp. Người đưa ra giáo pháp là người biết pháp, hiểu pháp, nhưng không hành pháp cũng không bằng người hành pháp. Thành thử ra chú phải đảnh lễ con. Khi sư Minh Tạng xin phép chú để đi xuất gia, chú đã đồng ý ngay. Cha mẹ dù xa con cũng nhớ nhung, nhưng ý chí và quyết tâm của thầy Minh Tạng đã khiến cô chú ủng hộ. Hành động này không chỉ thể hiện sự tôn trọng quyết định của thầy Minh Tạng, mà còn cho thấy người cha thấu hiểu và chia sẻ những khó khăn mà con trai mình đang phải đối mặt. Dù biết rằng hành trình phía trước đầy gian nan, người cha vẫn luôn ở bên cạnh, sẵn sàng hỗ trợ và động viên con trai bằng cả trái tim. Hành động này đã chạm đến trái tim của nhiều người, nhắc nhở họ về giá trị của tình cảm gia đình và sự hỗ trợ lẫn nhau trong những lúc khó khăn. Đây là những giá trị cốt lõi mà Phật giáo luôn đề cao.
Chỉ những gia đình tích đức nhiều đời mới có phước báo sinh ra một người con như thầy Minh Tạng, luôn sống và hành đạo theo con đường từ bi và giác ngộ. Thầy Minh Tạng, với tâm hồn thanh tịnh và lòng hướng về đạo Phật, đã chọn con đường tu tập khổ hạnh, sống đời giản dị và từ bi. Điều này không chỉ thể hiện bản chất cao quý của thầy mà còn phản ánh những giá trị gia đình đã truyền thụ. Gia đình thầy Minh Tạng chắc chắn đã gieo trồng nhiều hạt giống từ bi, yêu thương và hỗ trợ lẫn nhau trong cuộc sống. Chính những giá trị này đã tạo nên môi trường thuận lợi để thầy Minh Tạng phát triển và lựa chọn con đường tu tập. Những giá trị từ bi, kiên trì và buông bỏ đã được thầy Minh Tạng hiện thực hóa và lan tỏa, góp phần xây dựng một cộng đồng đoàn kết và yêu thương. Hành trình tu tập của thầy không chỉ là hành trình cá nhân mà còn là sự kết tinh của những giá trị tốt đẹp mà gia đình đã vun đắp. Sức mạnh của phước đức gia đình không chỉ thể hiện qua những hành động cao quý, mà còn qua những quyết định mang tính định hướng cho cuộc đời. Thầy Minh Tạng, với sự hỗ trợ và tình yêu thương từ gia đình, thầy đã chọn con đường tu tập, sống cuộc đời thanh tịnh và từ bi. Gia đình chính là nơi những giá trị từ bi và tâm hướng Phật được coi trọng và gìn giữ. Xin chúc chú dồi dào sức khỏe và gia đình luôn được an lạc, bình yên trong cuộc sống. Mong rằng gia đình sẽ gặp thật nhiều may mắn và niềm vui, vượt qua mọi khó khăn và thử thách với tâm thái bình an. Những công đức và phước lành mà gia đình đã tích lũy sẽ tiếp tục lan tỏa, mang lại hạnh phúc và thịnh vượng cho mọi người. Về phần thầy Minh Tạng, chúng ta hy vọng rằng con đường tu hành của thầy sẽ luôn thuận buồm xuôi gió, không gặp bất kỳ trở ngại nào. Mong rằng thầy sẽ tiếp tục kiên trì trên con đường tu tập, vượt qua mọi khó khăn với tâm từ bi và trí tuệ. Chúng ta cầu nguyện cho thầy đạt được những đỉnh cao trong hành trình giác ngộ, đạt được sự thanh tịnh và bình an trong tâm hồn. Hy vọng rằng thầy sẽ tiếp tục lan tỏa những giá trị tốt đẹp của Phật Pháp, mang lại sự bình an và hạnh phúc cho nhiều người. Chúc cho thầy Minh Tạng luôn được bảo vệ và dẫn dắt bởi ánh sáng của Phật Pháp, đạt được những thành tựu to lớn trên con đường tu tập của mình. Chúng ta luôn đồng hành và ủng hộ thầy, tin tưởng rằng thầy sẽ vượt qua mọi thử thách và đạt được mục tiêu cao cả của mình. Nam Mô A Di Đà Phật. Video đến đấy là hết. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe.